Xin kính chào các bác. Ở video clip này gửi đến các bác một chiếc âm ly ngon, bổ, rẻ và có rất nhiều thứ hay ho trong chiếc âm ly này. Đầu tiên phải nói đến là mạch dề rất tuyệt vời. Đó, sử dụng mạch dề hồi tiếp, tiếng trong trẻo vô cùng. Và giá lại rẻ tiền, giá chỉ có 2 triệu 500 nghìn đồng. Đó chính là chiếc Audex SB-M5 với những chiếc âm ly của Nhật Bản. Những dòng Audex M này các bác thì có M5 là nghe tuyệt vời nhất và là có hai đèn tia. Đó, chưa hết đâu các bác. Phía sau của nó có một cổng dề out, cổng chữ U các bác. Như vậy chiếc âm ly này các bác có thể làm một trong hai tính năng. Thứ nhất là làm một chiếc âm ly chuyên sâu và làm một mạch dề chuyên nghiệp cho nó các bác. Với cái mạch dề hồi tiếp này thì nó có cái chất âm rất trong trẻo và công suất của chiếc âm ly này là 112W, hai cầu AB cộng B, 4 đến 16 ohm. Nó sử dụng cái ruột máy giống hệt của những dòng Pioneer 7009. Đó, từ tụ nguồn cho đến nguồn rồi tản nhiệt sò 2 vít. Là một chiếc âm ly nhỏ mỏng, nó size 43 mà lại có sò 2 vít. Đó các bác. Đánh rất êm tai và những đô la bốt này các bác hoàn toàn có thể ghép thêm một con vang để hát karaoke trên những chiếc âm ly như vậy. Giá chỉ có 2 triệu rưỡi. Nó đánh được cả những đôi loa bass 30 của Nhật Bản nhẹ nhàng luôn. Rất là khỏe các bác nhá. Bây giờ mời các bác cùng nghe chất âm của nó. Cái dòng này thì nó chỉnh bass chết đây. Đó các bác, ba lăng nó đây. Đây những đường tín hiệu vào. Đó các bác. 2 triệu rưỡi, một chiếc âm ly có dề ao, ngon, bổ, rẻ, sò 2 vít. Đánh vào bốt 301 CD 5. Nhịp cầu ô nối liền vầng trăng trong sáng, dòng sông thôi hơn o. Nối tiếp em mơ nhiều, anh với em tay nắm tay đi vào tình ai kết hoa yên để mùa xuân táo hồng. Sau đây và nó có hai lỗ thông hơn phía sau. Bốt 301 CD 5 giá 5,2 triệu một đôi thôi các bác. Em mơ thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm, dìu đón bước anh đi. Nhịp cầu ô nối liền, vầng trăng trong sáng. Vào 1-2 năm trước thì những dòng loa bốt này nó bị đội giá rất là cao. Đó các bác, do cung nó thiếu cầu. Đó. Thì từ thợ lái cho đến thợ buôn người ta đều đẩy giá cao lên, thì các bác phải mua với giá cao thôi. Nhưng bây giờ những đôi loa bốt xịn của Mỹ này thì những dòng loa bốt này bây giờ giá nó rất là rẻ thôi. Em để các bác giá cực kỳ rẻ, chỉ có 5,2 triệu thôi. Còn một vài đôi nữa thì những dòng loa bốt này ngay cả những cái gân này nó vẫn còn zin đấy các bác. Đó, những đôi loa zin tuyệt đối luôn. Và để sở hữu đôi loa bốt chỉ có 5,2 triệu và một chiếc âm ly Nhật Bản đánh một loa bốt hay cũng chỉ có 2,5 triệu. Cả bộ này nó có 7,7 triệu đồng. Nó còn chưa bằng cái giá mà ngày trước cách đây giá còn chưa bằng cái giá cách đây 2 năm trước. Một đôi loa này đã hơn 7 triệu các bác nhé. Đó, nghĩa là cả bộ cấu hình các bác mua cậu mợ với nhau mà bây giờ chỉ bằng giá của 2 năm trước mua một đôi loa không thôi. Đó các bác, rất là tốt, giá rất tốt. Đây là các bác có nhu cầu lấy thì cứ nhắn tin cho em qua hai số trên 098 119
0983686 và 0983662586. Với những dòng lá bốt này thì nó có thể chơi đa thể loại nhạc. Nhấn mạnh là dùng từ tốt luôn các bác nhé. Tiếng nó rất sạch sẽ và nó có thể hát karaoke trên cả tuyệt vời đó. Rồi xin kính chào các bác. Nói sao nên lời lòng buồn rơi rơi như trong đêm khuya những bước chân qua đường gửi niềm thương như vô vàn. Người về đường